bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đàm Tùng Vận hẹn hò với Lý Hiện trong phim mới. Khán giả hào hứng trước thông tin nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sẽ hợp tác trong phim Khung Cảnh Tòa Án. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sẽ nên duyên trong một bộ phim truyền hình mới về đề tài pháp luật. Cụ thể, nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận và nam thần Lý Hiện đang đàm phán cho vai nữ chính trong Khung Cảnh Tòa Án. Nếu thông tin trên là sự thật thì bộ phim lần này đánh dấu sự tái hợp của Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Bạn Hiền Hạnh. Dù cặp đôi từng có nhiều cơ hội yêu nhau trong phim, nhưng các kịch bản đến tay họ đều bị từ chối do lịch trình dày đặc. Khán giả bật chế độ hóng trước thông tin cặp đôi trai tài gái sắc đóng phim cùng nhau, nhìn già nam nữ chính là thấy chất lượng rồi đó. Hóng hai người tái hợp lâu rồi, không có nhiều hy vọng nhưng vẫn hóng vì Lý Hiện đang còn trong đoàn phim của Lưu Diệc Phi. Hai người đẹp đôi lắm, hy vọng là thật. Thôi đừng hóng, nhìn không hợp nhau xíu nào. Đàm Tùng Vận được khán giả đặt nhiều kỳ vọng ở lần tái xuất này, bởi cô từng chia sẻ rằng muốn truyền hình khỏi vùng an toàn và không mong khán giả chỉ nhớ đến cô qua các vai diễn thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, mong muốn của Đàm Tùng Vận khó thực hiện bởi hình tượng nữ thần thanh xuân của cô đã in đậm trong nhiều thế hệ khán giả. Muốn được công nhận trong các vai diễn khác, Đàm Tùng Vận chắc hẳn phải cố gắng rất nhiều. Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức về nội dung và người cầm trịch của Khung Cảnh Tòa Án. Theo các trang báo Trung Quốc, bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 7 năm 2022. Khán giả rất mong chờ bộ phim này và sự kết hợp của cặp đôi, bởi dạo gần đây thị trường phim ảnh hoa ngữ không có nhiều nội dung mới. Các bộ phim đang chiếu chỉ loay hoay quanh các yếu tố cổ trang huyền huyễn, yêu hận, báo oán dẫn đến nhàm chán. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.